Une position de qualité. Rõ ràng là đội bóng Việt Nam theo tôi đó là một cái đội bóng mà hoàn chỉnh và là một cái ứng cử viên cho cái vô địch cho năm nay. Hy vọng là với cái trận đấu với họ thì chúng tôi sẽ ít nhất là chúng tôi phải thể hiện đúng được cái năng lực của chúng tôi và sau đó là giữ được cái khoảng cách so với họ. Sẽ có một trận đấu gần rồi. Chúng ta sẽ xem.